Bạn có hay bị cái tình trạng là mình muốn học thuộc bài nhưng mà đọc đi đọc lại cuối cùng chả nhớ được gì mà chỉ có thấy buồn ngủ không? Hôm nay mình sẽ bày cho các bạn một cái cách để ghi nhớ bài vở dễ dàng hơn. Nó dễ tới mức mà bạn sẽ không nghĩ tới đâu. Cách đó là hãy đọc to lên. Mình biết là mỗi khi học bài các bạn thường hay đọc thầm, nhưng các bạn chỉ nên đọc thầm khi giải trí thôi. Đại học Waterloo để chứng minh là trong 4 phương pháp, bao gồm là đọc thầm, nghe người khác đọc, nghe giọng đọc của mình qua ghi âm và đọc to lên cho bản thân tự nghe, thì cách đọc to lên sẽ giúp cho người đọc có xu hướng nhớ được thông tin lâu hơn nhiều những cái phương pháp còn lại. Và đọc to sao cho hiệu quả thì đây là kinh nghiệm cá nhân của mình thôi nha. Đó là bạn hãy phối hợp cả đọc thầm và đọc to. Từ trên xuống dưới bạn cứ đọc thầm lướt đi, rồi tới chỗ nào quan trọng cần thuộc hãy đọc to lên. Ví dụ nè, chí phèo có phạm vi hiện thực được phản ánh, trả cả bề rộng không gian và cả bề dài thời gian. Thì câu này khi mà đọc như vậy chúng ta chắc chắn sẽ nhớ cái cụm mà bề rộng không gian và bề dài thời gian. Dễ không? Mình là Lát, một đứa trẻ không bao giờ lớn. Nếu bạn cảm thấy khó khăn trong việc học thuộc hay học chưa quên xong, vậy hãy thử áp dụng ngay phương pháp này nhé. Một, đọc hiểu. Học môn nào thì cũng phải hiểu, vậy hãy cố gắng hiểu ngay từ trên lớp. Bí kíp xin giơ tay sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Đọc tới câu nào hiểu đến câu đó, đừng đọc lan man rồi không hiểu cả một trang sách viết gì. Hai, take note. Hiểu tới đâu ghi lại những từ khóa quan trọng, thuộc nó, đọc trong sách rồi học cách hành văn sau. Hãy dán giấy nốt có nội dung quan trọng xung quanh bàn học, chứ đừng ngồi nhìn tới 3-4-9 chữ mà bất lực. 3. Cách học thuộc. Nhớ là miệng đọc, tâm nhi, đọc trong vô thức thì đọc 100 lần cũng không nhớ được. Hoặc ghi âm lại giọng đọc của mình rồi nghe trước khi đi ngủ. 4. Khung giờ vàng. Đây được cho là khung giờ lý tưởng. Các bạn hãy tham khảo rồi điều chỉnh sao cho phù hợp với mình nhé. Và một số mẹo quan trọng khác. Một cái phương pháp đơn giản cực kỳ giúp cho các bạn học thuộc nhanh và nhớ rất là lâu luôn, mà mình đang áp dụng cho những cái clip mình làm luôn đó nha. Đó là phương pháp dạy lại. Ví dụ như bạn đọc một cái chương sách đi, bạn muốn ghi nhớ nó trong đầu, hãy đem tất cả những cái gì mà bạn muốn nhớ kể lại cho người khác. Phương pháp này nó đã được chứng minh từ rất là lâu rồi, và nó chắc chắn sẽ hiệu quả vì nó khiến cho bạn phải lục lại thông tin từ trí nhớ của mình ra để nói. Cách này mà áp dụng cho học văn, học sử, học địa là bá cháy. Bạn sẽ thắc mắc là lỡ không có ai chịu nghe hay sao, đúng không? Nhưng mà tin mình đi, ba mẹ các bạn luôn sẵn sàng để nghe các bạn kể đó, với điều kiện bạn phải giải thích cho họ biết vì sao mà bạn cần phải kể cái điều đó cho họ nghe nhé. Và bạn thấy đó, cái channel Let the Little Kid này nè, thực chất nó là một cái cách để cho mình ghi lại những cái thứ mình cho là thú vị, vừa giúp lan tỏa nó đến cho các bạn mà giúp cho mình nhớ bài nữa. Nên là ai muốn có động lực mà tiếp thu kiến thức nhiều hơn á và ghi nhớ kiến thức đó trong đầu tốt hơn thì hãy thử bắt đầu làm một kênh TikTok chia sẻ đi. Mình là Lép, một đứa trẻ không bao giờ lớn. 4 cách giúp bạn học thuộc cực nhanh và hiệu quả. Alo, Bi nghe đây. Các bạn có đang đau đầu với các môn học thuộc không? Để Bi chỉ các bạn cách học thuộc bài nhanh gọn lẹ nha. Đầu tiên là hiểu rõ bài học. Bạn muốn học thuộc nhanh thì bạn cần phải hiểu bản chất kiến thức bạn muốn học thuộc. Các bạn hãy cố gắng chăm chú nghe giảng để hiểu sâu hơn về bài học. Nếu như không hiểu, các bạn có thể hỏi bạn bè, tìm tài liệu ở trên mạng hoặc nghe giảng trên YouTube nha. Một khi bạn hiểu về kiến thức thì đảm bảo học thuộc siêu nhanh luôn. Thứ hai là chia nhỏ thời gian học và học nhiều lần. Hãy chia nhỏ lý thuyết cần học thuộc thành các mục nhỏ và lên thời gian học thuộc từng mục nha. Tập trung trong thời gian ngắn nhưng lặp lại nhiều lần sẽ hiệu quả hơn so với học trong thời gian dài. Nếu như học quá lâu sẽ tạo cảm giác chán nản, gây mệt mỏi, căng thẳng và mất tập trung. Mình thường học thuộc bằng cách đọc đi đọc lại thành tiếng tầm 4 đến 5 lần và ghi nhớ trong đầu, siêu hiệu quả luôn. Thứ ba là viết lại kiến thức cần học. Sau khi học thuộc thì mình sẽ lấy một tờ giấy A4 và viết kiến thức đã học theo ý hiểu của mình một cách ngắn gọn. Việc ghi chép sẽ làm tăng gấp đôi khả năng ghi nhớ so với việc chỉ ngồi đọc bài. Chúng mình có thể sáng tạo cách ghi chép như vẽ mind map, học qua flashcard hoặc là tự làm infographic. Cách học bằng infographic sẽ rất phù hợp với các môn học cần ghi nhớ nhiều mốc thời gian như lịch sử. Và cuối cùng, điều cần thiết là các bạn nhớ phải ôn lại bài nha. Việc ôn tập lại giúp chúng mình củng cố kiến thức, ghi nhớ sâu hơn và tạo cảm giác yên tâm trước các bài kiểm tra đó. Mình thường dậy sớm vào các ngày thi để ôn lại bài. Đây là khoảng thời gian học thuộc cực nhanh và hiệu quả luôn đó. 4 phương pháp giúp bạn học bài hiệu quả và nhớ bài lâu hơn. Alo, Bin nghe đây. Nếu như bạn đang gặp khó khăn cho việc tìm cách học thuộc bài phù hợp thì video này là dành cho bạn. Đầu tiên là học bằng flashcard. Các bạn hãy chuẩn bị những tờ giấy nhỏ xinh. Khi ôn bài thì hãy nốt các khái niệm, vấn đề hay tên những nội dung cần học thuộc. Mặt còn lại chúng mình sẽ ghi đáp án hoặc phần giải thích. Tương tự như cách bạn học từ vựng bằng flashcard, nội dung nào chưa nhớ rõ thì có thể áp dụng ngay phương pháp ngắt quãng. Cách 1 đến 3 ngày thì chúng ta sẽ ôn lại. Thứ hai, sử dụng sơ đồ tư duy. Não trái thường ghi nhớ chữ, con số, ký tự, còn não phải sẽ ghi nhớ hình ảnh, màu sắc. Khi có sự kết hợp giữa cả não trái và não phải thì con người sẽ ghi nhớ nhanh và lâu hơn. Đó là lý do vì sao học bằng sơ đồ tư duy lại vô cùng hiệu quả. Hãy cố gắng đọc kỹ phần nội dung cần học, sau đó tự vẽ sơ đồ tư duy theo trí nhớ của mình để luyện cho bộ não cách gợi nhớ và hệ thống kiến thức nha. Thứ ba, nhẩm thành lời. Đây là cách mà Bin thường sử dụng khi học thuộc đó. Việc nhẩm thành lời sẽ giúp cho lý thuyết được diễn giải một cách rõ ràng và logic, chứ đọc lướt qua trong đầu là đến lúc Bin đọc lại sẽ chẳng nhớ gì luôn, câu này lộn sang câu kia. Với cách học này, hãy áp dụng phương pháp học ngắt quãng để nhớ kiến thức nhanh và lâu hơn.
nha. Thứ tư, làm bài kiểm tra thử. Hãy tự kiểm tra kiến thức của bản thân với các bài kiểm tra thử. Các bài kiểm tra thử sẽ là bước cuối cùng khi ôn thi của Bin để xem bản thân mình có thực sự hiểu và nhớ hết kiến thức hay không. Các bài kiểm tra còn giúp bạn nhận ra những phần kiến thức còn yếu kém để có thể tập trung ôn luyện lại. Làm các bài kiểm tra thử trước mỗi kỳ thi sẽ giúp chúng mình cảm thấy yên tâm hơn. Hay quên do họ Covid, đây là ba mẹo sẽ giúp bạn ghi nhớ bài học một cách lâu nhất. Xin chào, mình là Min đây. Mẹo đầu tiên, chia nhỏ thời gian học. Thay vì cố gắng nhồi nhét quá nhiều kiến thức trong một khoảng thời gian dài, thì hãy học thuộc trong vòng 10 phút rồi giải lao. Hãy lặp lại phương pháp đó nhiều lần, nó sẽ giúp bạn ghi nhớ được lâu hơn đó. Mẹo thứ hai, vừa học vừa chép. Hãy lấy ra bút highlight và nốt ra những ý quan trọng. Việc ghi chép này làm tăng gấp đôi khả năng ghi nhớ so với việc chỉ ngồi đọc các trang sách dài lê thê. Mẹo thứ ba, đọc đi đọc lại nhiều lần. Nếu như não bộ của bạn từ chối việc ghi nhớ, thì hãy thử nhắm mắt lại và đọc nội dung cần ghi nhớ nhiều lần. Có thể đọc thầm hoặc đọc thành tiếng, nhưng nhớ là vừa đọc nhưng vẫn phải chú tâm vào nội dung nhé.